Hello mọi người, hiện tại là mình đang đi vào khu vực ở đây là có cái Garden World. Thế kia này để cho buôn bán rồi về cái vườn rồi đó, có nơi chơi của trẻ con. Ở ngoài kia xe xe có mấy con khủng long. Bữa nay trời nó hơi hơi tối. Lạnh không? Không. Cái mặt áo ấm hồi nãy con chơi dọc nước chi cho nó ướt hết rồi. Vô nào? Nào biết. Không biết. Vô đại đi. Tham quan không có tốn tiền mà. Hồ sen. Garden Suma. Đi điều này. Con đi coi mấy cái con. Nó có khá là nhiều khu vực. Trời nó hơi mây nhiều quá. Như không trả tiền đâu. Đi qua. Qua hoa lan quá trời luôn. Bây giờ mình đi vô mình. Nè, này hoa giả hay hoa thiệt ta? Hoa thiệt. Hoa thiệt mọi người. Treo đây. Đi đi đi. Đi đi mình đi vô trong đó. Đẹp quá. Vô đây này nóng. Vô này nóng vậy. À khu vực này họ bán hoa bán rồi thôi. Chó mà như con gấu không. Tôi đẩy con nha. Ở đây người ta bán thuốc nè, thuốc xịt cỏ, thuốc xịt cho cây trái rồi nè, thuốc xịt sâu. Cái khu vực họ bán cây giống, cây đồ hột giống, hột đồ đầy đủ luôn. Quà hộ giấy nè. Hàng trăm thứ bông ở đây. Giống cây gì đi vô trong mấy cái rừng ở đây cũng có thôi. Đây họ bán giống mấy cái cây hoa grab apple to
Khu vực bonsai chỗ nào ta? Khu vực cây bonsai á. Chụp hình đi ở trên. Yeah, chụp hình với con hươu cao cổ kìa. Con gì đó? Con tới đây con đứng nè. Giraffe. Đó, đứng qua kia này đó. Qua kia này chụp hình ngược lại, ngược nắng rồi. Wow, có mấy cái tán cây này đẹp nè. Thấy cái cây à, cái màu xanh. Hey, mua cái cây này về trồng che nó không? Cây đẹp quá mà. Cây này làm cái mảng vườn nó mới đẹp nè. Thiệt đẹp mà kêu mệt thấy không? Wow, cây này đẹp quá. Đuôi nước là sống thôi. Giống giống cây dương sĩ ở Việt Nam mình á. Cái này đỡ vậy, người ta cái cột lan vô đây người ta trồng luôn sao á. Không phải đâu. Cũng có thể hên xui. Mẹ nó bán cái miếng này nè. Cắt ngang cái gì đó. Ừ. Cây đó đó. Không, không thích loại loại lan treo vậy. Dương sĩ rồi đây tùm lum. Yes. Mình sẽ đi tìm cái khu vực bonsai. Mua cây để trồng nè. Thích cây đó. Không cho mua mua cây này. Mua cây này 550 rồi nè. Cái đây lá nhiều mà 550 ta. Cái này tới 895 đồng. Cái này nó tà. Trăm mười luôn hả? Cam. Này chua. Wow, cây giống này, chanh này. Chanh có trái chút xíu là khoảng một cao 8 bát một thước vậy, có trái hết rồi. Chanh ở đây chiếc không? Đây, cái gốc chiếc này. Khu vực bên đây là khu vực chậu kiểm. Wow, quá trời chậu.
Đẩy con ơi. Khó ấy. Thôi tử đàn đi. Muốn cây về trồng không? Đi ngược lên kia đi, cái này cây giống mong qua giống đưa ra ngoài này nè, bên này đi rồi qua học bên kia. Cầm giống này nó treo ha.